Hãy nhìn xem, người đàn ông này dây trước còn là một tên mập. Nhưng ai ngờ ngay sau đó, cả người anh ta lại bắt đầu khô quắt lại một cách quỷ dị. Chẳng mấy chốc đã biến thành một thây khô, mập, tham như dương. Nhìn Vương Khải Toàn còn đang uống sữa ở bên cạnh, Hồ Bát Nhất đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặc dù vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng điều này cũng ám chỉ nguyên rủa chấm đỏ trên người họ càng lúc càng nghiêm trọng. Nhất định phải tranh thủ chạy tới Côn Luân, tìm hiểu cho rõ mối quan hệ giữa Điện Trần Châu và Quỷ Mẫu Ma Quốc. Núi Côn Luân đóng băng vạn năm, muốn đục được mặt băng thì họ sẽ cần dùng tới một lượng lớn nước gừng. Nhưng ai ngờ gừng của cả chợ đều bị một thương nhân đồ cổ tên Chú Minh mua đi rồi. Đồng thời gã ta còn biết tin đám người Hồ Bát Nhất muốn đi Côn Luân. Chú Minh nói, bố tôi là một người thăm dò khoa học. Trong một nhiệm vụ khảo sát thì đã chết trong cửu tầng yêu lâu của Côn Luân. Mà tôi vì muốn hoàn thành nguyện vọng được chôn cùng với ông ấy của mẹ tôi, nên mới mua hết số gừng. Chi giá cao muốn các cậu dẫn tôi đi cùng. Nhưng Hồ Bát Nhất lại từ chối không chút nghĩ ngợi. Xuống Bồ Tầm Bảo vốn nguy hiểm khôn cùng. Nếu như dẫn theo mấy người không hiểu việc, thì chắc chắn sẽ làm chậm trễ việc quan trọng là phá giải Điện Trần Châu của bọn họ. Mà khi anh rời đi thì gã ta lại bình tĩnh nói, cậu nghe qua về mắt bạc cổ cách chưa? Thứ gì cơ? Một bản đồ kho báu có ghi chép về mộ của quỷ mẫu đời đầu Ma Quốc. Sau khi Sơ Ly Dương điều tra, bản đồ kho báu trong tay chú Minh là bản đồ mà một thám hiểm người nước ngoài đã phát hiện ở trong động tàng kinh vào 50 năm trước. Theo khảo cứu thì đó đúng là thứ lấy được từ trong di tích của Ma Quốc. Nếu trong quyển kinh này của chú Minh có ghi cửu tầng yêu lâu, đúng là mộ của quỷ mẫu đời đầu Ma Quốc. Nói cách khác, trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều nguồn gốc về Ma Quốc. Nếu như chúng có tìm được cửu tầng yêu lâu, thì có khi sẽ giúp đỡ được trong việc chúng ta phá giải bí mật của Điện Trần Châu. Cuối cùng sau khi bàn bạc một phen, Hồ Bát Nhất đã đồng ý hợp tác với chú Minh. Chỉ có điều, anh phải đi trước một bước, đi tìm một người ngâm thơ thiên bẩm tên là A Khắc. Người ngâm thơ thiên bẩm thụ mệnh Vu Thiên Vâng mệnh trời, không cần học đã nhớ thi tập Tây Vực dài mấy trăm nghìn chữ, trong đó cũng có ghi chép liên quan tới lịch sử Ma Quốc. A Khắc nói, Ma Quốc này trước khi diệt quốc tàn nhẫn vô đạo, lợi dụng vu thuật ma tàn hại không ít bách tính. Mãi tới khi đại sư Út Đi Ian A và chế định Bảo Châu Vương diệt trừ Ma Quốc, thì những yêu mã số này đều bị phong ấn trong cửu tầng yêu lâu. Mà dựa theo ghi chép trong bản đồ kho báu của chú Minh, nếu họ muốn tìm được cửu tầng yêu lâu, thì đầu tiên phải tìm được miếu luân hồi có mắt bạc cổ cách. Miếu luân hồi là do Dư Nghiệt Ma Quốc, Luân Hồi Tông xây dựng nên. Trong lời đồn có một con đường thông tới địa ngục, giam giữ ác quỷ ăn người. Cho nên nơi này đã thành một miếu bị bỏ hoang từ lâu. Dưới sự chỉ dẫn của A Khắc, rất nhanh bọn họ đã tới miếu luân hồi tọa lạc trong hoang mạc. Mới vừa vào cửa, họ đã nhìn thấy một tranh tường làm cho người ta sợ hãi. A Khắc giải thích, thứ được vẽ trên tường này chính là tranh cực hình địa ngục của Luân Hồi Tông. Trong đó có một con quái vật tên là Baru thực tội, chuyên dùng để trừng phạt những người có nghiệp. Nhưng bọn họ đều coi là một truyền thuyết, nên không nghĩ nhiều, đi vào luôn. Sau khi bọn họ tìm kiếm mắt bạc cổ cách ở xung quanh, thì chú Minh không cẩn thận va vào một cột gỗ vốn đã nứt. Nó bị va vào nên đã gãy đôi ra luôn, rồi đập thủng một lỗ ở vách tường nằm bên. Men theo hang cửa nhìn vào, thì bọn họ phát hiện trong này có một gian mật thất. Giữa mật thất còn đặt một tượng Phật đặc biệt. Đây là tượng được làm ra bằng vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc. Bản thân tượng Phật đã oxy hóa, nên giờ không nhìn ra được nữa rồi. Loại công nghệ này chỉ có người của cổ cách mới làm ra được. Công thức làm đã thất truyền rồi. Tượng Phật mắt bạc thần vàng cực ít truyền lại đời sau. Giá của thứ này không hề nhỏ đâu. Vương Khải Toàn và chú Minh nghe nói như thế thì mắt sáng rực lên, chỉ muốn dọn nó đi luôn. Lúc này A Khắc chú ý tới một cửa gỗ dán đầy lá bùa. Theo ý của những văn tự trên đó, thì đằng sau cánh cửa chính là con đường thông tới địa ngục. Linh hồn của những đại ác nhân kia bị giam ở bên trong, cho nên chúng ta tuyệt đối không được mở cánh cửa này ra. Lúc nói chuyện, vợ của chú Minh, Hàn Thục Na đột nhiên kêu lớn lên. Đám người quay lại nhìn thì mới phát hiện là một con chuột. Sau khi sợ bóng sợ gió một trận, họ bèn rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm mắt bạc cổ cách, song lại không hề chú ý tới con chuột chui vào sau cửa kia. Không lâu lắm, ba người Hồ Bát Nhất phát hiện được tranh tường có khắc mắt ở trên nóc nhà. Dựa theo những gì trên bản đồ kho báu nói, mắt bạc cổ cách ghi chép vị trí mộ của các đời giáo chủ Luân Hồi Tông. Tọa độ của những ngôi mộ này hình thành nên một lục mang tinh trận. Cửu tầng yêu lâu nằm ngay ở trung tâm tinh trận. Nhưng kỳ quái là, trên tranh tường này lại không có bất cứ thông tin gì liên quan tới tọa độ. Lúc này Hồ Bát Nhất vô tình phát hiện ra, bản đồ kho báu lại chiếu ra 6 chùm sáng khi bị ánh đèn pin chiếu vào. Vừa lúc đối ứng với lục mang tinh trận bên trong bản đồ kho báu. Vậy thì có nghĩa là, cửu tầng yêu lâu này nằm ngay ở giữa trung tâm của tranh tường. A Khắc nhìn thấy tranh tường xong thì bèn liên hệ với thi tập có liên quan tới Ma Quốc. Rồi ông phát hiện được vị trí ở giữa tranh tường này. Ông nói, đó là khu vực Kelame được xưng là thần hộ mệnh của Ma Quốc. Ở Kelame chẳng những có rất nhiều sói tuyết, mà còn có cả hầm băng có thể lấy đi mạng người bất cứ lúc nào. Cho nên nơi đó đã thành khu không người từ lâu. A Khắc nghe nói, trong thôn làng ở gần Kelame, có một thợ săn tên là Sơ Nhất, đã từng tới khu Kelame và trở về an toàn. Nếu như mời được hắn dẫn đường, thì chuyến này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nghe nói vậy, Hồ Bát Nhất quyết định ngày mai đi tìm Sơ Nhất luôn.
Đêm khuya, Vương Khải Toàn và Hồ Bát Nhất phát hiện đàn em của chú Minh lén lút ra ngoài. Nhìn phương hướng mà hắn ta đi, thì Hồ Bát Nhất đoán chắc chắn hắn ta muốn đi trộm tượng Phật kia. Thế là anh và Vương Khải Toàn đi đường tắt tới miếu Luân Hồi trước, chuẩn bị kỹ càng, muốn dọa cho hắn ta một bài học. Mà người đàn ông đi tới mật thất, vừa ôm tượng Phật lên, thì lại phát hiện trên tượng Phật này còn có hai sợi xích sắt, mà đầu kia của xích sắt thì cột vào cánh cửa. Hồ Bát Nhất không hay biết, còn tưởng xích sắt đó là cột vào trụ đá. Thế là mặc cho hắn ta không ngừng kéo như đang nhìn một trò hề. Mãi cho đến khi hắn ta kéo được tượng Phật ra ngoài thật, thì hai người họ mới phát hiện không đúng. Mà ngay khi hắn ta định ôm tượng Phật rời đi, thì lại nhìn thấy một màn kinh khủng nhất đời này. Chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chòng chọc vào hắn ta từ sau cánh cửa. Tương truyền, trong thần thoại Tây Vực có một loại quái vật tên là Baru thực tội. Chúng chuyên ăn những người có nghiệp báo. Ban đầu Hồ Bát Nhất còn tưởng đây chỉ là một truyền thuyết. Không ngờ được phía sau cánh cửa này lại có một con quái vật mắt đỏ, mồm heo, mọc răng nanh đi ra thật. Nhìn Baru thực tội không ngừng quay xung quanh người đàn ông kia, Vương Khải Toàn vốn đang nhịn tiểu bị dọa cho tè luôn ra quần. Có phải là cậu tè rồi không? Không nín được. Trời ơi, đã lúc nào rồi mà còn. Nín chút thì chết à. Rất nhanh, Baru thực tội đã lần theo mùi khai của nước tiểu, phát hiện hai người Hồ Bát Nhất trốn trên xà nhà. Vương Khải Toàn thấy thế thì tung người nhảy lên người quái vật, đập cho nó hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng khi Hồ Bát Nhất cũng chuẩn bị xuống thì nó lại tỉnh lại, rồi quẳng luôn Vương Khải Toàn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cô gái tên là A Hương trong đội của chú Minh cũng đột nhiên bừng tỉnh. A Hương trời sinh có một đôi âm dương nhãn, có thể cảm giác và thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy được. Thế là cô vội nói chuyện mình cảm nhận được cho chú Minh nghe. Bên này, Hồ Bát Nhất và Vương Khải Toàn đang liều mạng đánh nhau với con quái vật. Nhưng sau khi giao thủ thì hai người họ hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Nhìn đàn em chú Minh bị dọa ngất cũng tỉnh lại, Hồ Bát Nhất vội vã bảo hắn ta cùng tới hỗ trợ. Nhưng ai ngờ hắn ta lại sợ quá giả chết luôn. Thấy thế, Hồ Bát Nhất vội vàng cởi quần áo ra trùm lên đầu quái vật. Sau đó hai người hợp lực hất bay nó ra ngoài. Chờ quái vật lại đứng lên thì họ đã mất bóng luôn rồi. Hóa ra bọn họ cũng học đàn em chú Minh trốn xuống dưới ván gỗ giả chết. Mà nhân lúc nó đang tìm hai người, tên đàn em ở một bên vội đứng lên chạy đi. Kết quả hắn ta mải nhìn chăm chăm vào quái vật, nên không cẩn thận bị vấp vào đá trượt chân. Quái vật nghe thấy âm thanh thì lập tức chuyển hướng. Khi hắn ta sắp chạy ra được khỏi miếu hoang, thì nó cắn một phát lên cổ hắn ta. Nhìn cửa đã bị quái vật chặn lại, hai người Hồ Bát Nhất đành phải quay đầu chạy đến mật thất giam giữ quái vật, rồi dùng xích sắt giữ chặt cửa phòng. Nhưng khổ nỗi sức của nó lớn quá, chẳng mấy chốc đã kéo ra được một khe cửa, rồi với cái móng vuốt vào. Hồ Bát Nhất vội vàng dùng xích sắt cuốn lấy móng vuốt của nó. Sau đó anh và Vương Khải Toàn cùng dùng sức muốn kẹp chết nó. Nhưng ai mà lường được, sau khi nó bị đau thì càng điên hơn, túm luôn cả người vào cửa ra luôn. Mập, cẩn thận. Quái vật bị chọc giận bèn vung móng đánh bay luôn Hồ Bát Nhất, sau đó quay đầu nhào về phía Vương Khải Toàn nhiều thịt. Nó lại đột nhiên bị một cây hàng ma trượng đánh bay ra ngoài. Hóa ra A Khắc và Sơ Ly Dương sau khi biết tin thì đã chạy tới đây. Nhìn con quái vật trước mắt, A Khắc định làm bài hoa mai để cảm hóa nó. Nhưng lúc này quái vật chỉ muốn ăn thịt, làm gì có tâm tư đâu nghe âm nhạc chứ. Thế là nó nhào lên đánh nhau với ông. Nếu nói ngón nghề mà ông am hiểu nhất là ca hát, thì tới đánh nhau ông không hề là đối thủ của nó. Chưa được mấy chiêu là ông đã bị nó cắn bị thương bả vai. Trong lúc nguy cấp, Sơ Ly Dương vung phi hổ chảo ra quấn lấy cổ nó. Sau đó vòng dây thừng qua xà nhà, treo nó lên không. Lúc này vệ sĩ của chú Minh, Peter cũng chạy tới nơi. Bây giờ quái vật thì giải quyết xong rồi. Nhưng thương tích của A Khắc cũng càng lúc càng nặng hơn. Thậm chí máu chảy ra đều là màu đen. Bởi vì con Baru thực tội này ăn thịt thối và chuột trong một thời gian dài, cho nên răng và móng vuốt đều có chứa lượng lớn vi khuẩn virus. Nếu như không đưa ông tới bệnh viện cứu chữa ngay, thì e là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thế là Hồ Bát Nhất quyết định, anh và Sơ Ly Dương đưa A Khắc đến phòng khám bệnh gần đó trước, để Vương Khải Toàn dẫn theo những người khác đi tìm thợ săn tên Sơ Nhất kia. Sau khi được phòng khám bệnh cứu chữa sơ qua, thì thương tích của A Khắc cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại. Nhưng muốn khỏi hoàn toàn, ông phải lên bệnh viện huyện điều trị tiếp thì mới được. Suy xét tới chuyến này Hồ Bát Nhất cần dùng tới thi tập có liên quan tới Ma Quốc, nên ông đã quyết định truyền phần thi tập cho Sơ Ly Dương có trí nhớ khá tốt, để cô trở thành người ngâm thơ đầu tiên không có tài năng trời sinh. Cùng lúc đó, nhờ sự chỉ dẫn của người chăn nuôi, Vương Khải Toàn cũng tìm Sơ Nhất đã từng tới khu vực Kelame, nhưng hắn ta lại nói chỗ đó quá nguy hiểm, không phải nơi mà bọn họ có thể đi, bởi vậy từ chối làm người dẫn đường cho bọn họ. Hồ Bát Nhất vội vã trở về biết được tin này, thì bèn nói, đợi lát nữa rồi lại đi gặp Sơ Nhất. Sau đó anh lấy một xe lăn từ trong đống vật tư vừa tới ra, đi tới nhà của một cô gái tên là Cách Mã. 15 năm trước, khi Hồ Bát Nhất tham gia quân ngũ ở Tây Tạng, tiểu đội mà anh dẫn dắt chẳng những rơi vào trong một ngôi mộ của quỷ mẫu, mà còn bị bầy sói tuyết tập kích. Cách Mã là bác sĩ của đội thì bị vua sói cắn bị thương nặng. Mặc dù lúc ấy Hồ Bát Nhất đã cứu mạng cô, nhưng cô vẫn thành người tàn tật bị liệt. Nhìn thấy đội trưởng trước kia, Cách Mã vui đến phát khóc, vội vàng giới thiệu Hồ Bát Nhất với anh mình. Mà điều làm anh không ngờ được là
anh trai của Cách Mã lại chính là Sơ Nhất mà họ muốn tìm. Đại ca, không phải anh đã từng tới Kelame sao? Anh dẫn đường cho đội trưởng Hồ đi. Anh từng tới Kelame rồi sao? Kelame rất nguy hiểm. Vùng này chỉ có tôi là từng đi qua. Cách Mã, tên hán của anh cô là gì thế? Sơ Nhất rất cảm kích Hồ Bát Nhất về chuyện anh cứu Cách Mã. Và cũng luôn coi anh là ân nhân. Sơ Nhất chẳng những nhiệt tình chiêu đãi mấy người bọn họ, mà còn đồng ý dẫn bọn họ tới khu vực Kelame. Một là vì báo ân, hai là để tìm được con vua sói đã tấn công Cách Mã năm đó. Nếu như nó còn sống, thì hắn ta sẽ tự tay báo thù cho Cách Mã. Đồng thời, bạn tốt của Sơ Nhất, Cha Tây và Cách Tang biết chuyện này xong, thì cũng quyết định đi chung để bảo đảm hộ an toàn cho bọn họ. Bởi vì ô tô không lái vào trong núi tuyết được, nên họ đành phải dùng bò Tây Tạng để vận chuyển vật tư cần dùng. Sau khi tạm biệt vợ con và em gái, Sơ Nhất dẫn theo đội ngũ xuất phát tới khu vực Kelame. Càng đi lên cao, thì khí oxy càng loãng. Cân nhắc đến trong đội ngũ có người bị say núi cấp tính, Sơ Ly Dương đề nghị đêm nay hạ trại ở dưới đáy hẻm núi. Nhưng mà đám người vừa đến phần đáy, thì lại nhìn thấy thi thể động vật trải đầy đất. Sơ Nhất nói, nơi này của chúng tôi từng có một truyền thuyết, đó là vào mỗi đêm trăng tròn, thì sẽ có động vật đài yển thú tự sát, dùng cái chết của chúng nó để làm lắng lại sự tức giận của Sơn Thần. Cho nên hẻm núi này còn được gọi là rãnh chôn xương. Trong lúc bọn họ đang quây quanh đống lửa, nghe Sơ Nhất kể chuyện xưa, thì Vương Khải Toàn đột nhiên nghe được tiếng động gì đó. Mọi người cẩn thận, mau trốn đi, bò chạy rồi. Vật tư còn trên người bò. Nhìn thấy bò Tây Tạng bị dọa sợ, thì Sơ Nhất vội vàng dẫn Hồ Bát Nhất và Vương Khải Toàn đuổi theo. Nhưng đuổi theo chán chê, thì hắn ta lại đột nhiên dừng bước và bảo cho hai người họ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, chỉ thấy trong hẻm núi xuất hiện vài con sói tuyết hung tàn. Cẩn thận, đã nói trước khu vực Kelame này nguy hiểm trùng trùng. Nhưng Hồ Bát Nhất cũng chẳng thể nào ngờ được. Ngay đêm đầu tiên họ tới ngoại vi thì đã bị bầy sói tuyết vây đánh. Hồ Bát Nhất dặn đám người tuyệt đối không được manh động. Sói là một loại động vật sống quần cư rất thông minh. Trước khi chúng nó săn mồi, thì thường sẽ phát một đội tiên phong đi thăm dò thực lực đối phương. Mãi tới khi xác nhận là có thể bắt được con mồi, thì mới cùng nhau xông lên. Lúc này trong bầy sói có một con sói trắng hình thể to lớn đi ra. Hồ Bát Nhất tập trung nhìn, thì phát hiện nó chính là con vua sói đã tấn công Cách Mã năm đó. Nhìn thấy xúc sinh đã làm bị thương em gái, ánh mắt của Sơ Nhất tràn ngập sát ý. Nhưng khi bọn họ quyết định làm trận tử chiến với đàn sói, thì vua sói lại dẫn đàn sói rút lui. Nhìn Sơ Nhất đã mất lý trí còn muốn đuổi theo, Hồ Bát Nhất vội vàng gọi hắn ta lại. Nếu như anh đoán không lầm, thì hẻm núi này chính là cái bẫy của sói tuyết. Bọn chúng sẽ lùa con mồi chạy tới chỗ này ngã chết. Đã không mất công, mà còn được ăn no nê. Con vua sói này cực xảo trá, thậm chí đã có chút linh trí. Năm đó bọn họ đi lầm vào vòng vây của chúng, nên mới tạo thành bi kịch sau đó. Khi mà chúng đã để mắt tới con mồi, thì sẽ không chủ động từ bỏ. Cho nên tìm về, sau khi tìm lại được bò Tây Tạng, thì đám người quyết định lên đường trước. Sau này lại tính tới chuyện báo thù sau. Dưới sự dẫn đường của Sơ Nhất, rất nhanh bọn họ đã đi tới dưới chân núi của núi tuyết Kelame. Bởi vì sông băng ở phía sau càng lúc càng dốc, nên họ chỉ đành thả bò Tây Tạng dưới chân núi, rồi cầm chút vật tư cần thiết, trang bị nhẹ nhàng tiến lên. Giống y những gì mà Hồ Bát Nhất đã nghĩ. Quả nhiên đàn sói cũng bám theo bọn họ suốt dọc đường. Sơ Nhất nói với Hồ Bát Nhất, khu trung tâm của Kelame mà mấy cậu muốn tới chính là biển tai họa nguy hiểm nhất ở vùng này. Địa hình nơi đó đặc biệt phức tạp, nhất là vào mùa này, sông băng đã bắt đầu tan ra. Đâu đâu cũng là hầm băng và hố băng có thể làm người ta rơi xuống. Sau khi nhắc nhở mọi người phải cẩn thận hơn nữa, thì hắn ta dẫn họ đi về phía giải đất trung tâm. Lúc này Hàn Thục Na vốn đã mệt lử, phát hiện dây giày của mình bị tuột. Thế là cô ta tức giận dậm chân xuống mặt băng. Ngay lúc cô ta buộc lại dây giày, chuẩn bị đi tiếp, thì bên tai truyền tới những tiếng băng nứt ra. Hàn Thục Na rơi vào hầm băng còn chưa kịp hoàn hồn, thì cô ta như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, thế là ngất ngay tại chỗ. Đám người nghe thấy tiếng hét thì vội quay trở lại. Họ tìm được Hàn Thục Na đang hôn mê trong hầm băng. Nhìn quanh một lượt, Hồ Bát Nhất ngạc nhiên phát hiện trong hầm băng này lại đóng băng mấy cổ thi. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì hồi còn sống đều là người của Luân Hồi Tông. Lúc này Sơ Ly Dương phát hiện đôi mắt của những thi thể này cứ như đang ngó chừng cột băng ở giữa hầm băng. Không lẽ ở dưới đây có thứ gì sao? Hồ Bát Nhất gạt tuyết trắng ở xung quanh ra thì thấy trên lớp băng khắc đầy đồ án mắt, đồng thời phía dưới còn chôn một thi thể. Nếu như anh đoán không lầm, thì có lẽ nơi này là một ngôi mộ của một trong các giáo chủ của Luân Hồi Tông. Thế là anh quyết định đêm nay dựng cơ sở tạm thời ở ngay chỗ này và bảo Chất Tây và Cách Tang bố trí đạn tín hiệu ở xung quanh để phòng ban đêm đàn sói tới tập kích. Còn anh thì dẫn theo Sơ Ly Dương và Vương Khải Toàn chuẩn bị đào cổ thi dưới mặt băng ra. Sau khi một khối băng lớn bị đục ra, thì một thi thể trong tư thế quái dị đã xuất hiện trước mắt họ. Khi Vương Khải Toàn tò mò hạt tròn trên thi thể là gì, thì Hàn Thục Na chuyên nghiên cứu cổ thi nói với, đây là một xác ướp tuyết sơn kim thân. Đây là thi thể đã được xử lý bằng cách đặc biệt, rất là phức tạp. Đầu tiên cần phải cố định hình thái thi thể, sau đó đặt trong quan tài đá. Sau này thì còn cần phủ muối hổ. Sau 3 tháng,
đợi khi muối phân được hấp thu xong, thì thoa các loại vật chất như hương liệu, cùng với đồ tế có thể dùng làm thuốc lên trên thi thể. Đợi khi chúng dần cứng lại, cuối cùng thoa một lớp sơn hòa vàng, được gọi là kim thân lên thi thể. Loại xác ướp này là hiếm có trên thế gian, khá là đáng giá. Chú Minh đề nghị muốn chia 5 năm với Hồ Bát Nhất, đào nó mang đi. Nhưng Hồ Bát Nhất lại từ chối không hề nghĩ ngợi. Anh cảm thấy nếu như đã căn cứ theo hướng đầu, chân của thi thể, phỏng đoán ra được vị trí đại khái của cửu tầng yêu lâu, thì không cần phải động vào thi thể làm gì nữa, để tránh lại rước phải phiền phức không cần thiết. Nhưng chú Minh lần trước không có được tượng Phật rồi, thì sao chịu bỏ qua chứ? Sau đó ba người bèn muốn nâng xác ướp lên. Mà đúng lúc này, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Tương truyền cổ đại có một loại lửa xanh tên là vô lượng nghiệp hỏa, chẳng những có thể vẫn cháy được dưới tầng băng âm mấy chục độ, mà thậm chí còn có thể đốt linh hồn của người thành cho bụi. Mặc dù vào lúc sống còn, Hàn Thục Na đã đẩy chú Minh ra, nhưng chính cô ta lại bị đốt tới biến hình, không hề còn chút sức sống nào. Thục Na, Thục Na. Nhìn thi thể của Hàn Thục Na, chú Minh lòng đau như cắt, hối hận bản thân không nên tham lam, muốn lấy xác ướp kia. Ngay lúc mấy người Hồ Bát Nhất cũng đang cảm khái đời người vô thường, thì Sơ Nhất nói, tôi phát hiện được rất nhiều dấu chân sói tuyết ở gần đây. Tôi đoán đêm nay rất có thể chúng nó sẽ tấn công chúng ta, cho nên hắn ta muốn Hồ Bát Nhất cùng gác đêm với hắn ta. Ngay lúc họ đang nói chuyện, thì Hồ Bát Nhất phát hiện thi thể của Hàn Thục Na hình như cử động. Anh tò mò đi tới xem. Ai dè ngay sau đó, Hàn Thục Na như xác chết vùng dậy, không ngừng tới tấn công anh. Hồ Bát Nhất vừa định nổ súng bắn thì lại phát hiện chẳng hiểu sao súng lại kẹt. Nhìn Hàn Thục Na càng lúc càng tới gần kia, anh đột nhiên tỉnh lại từ trong mơ. Nhớ lại cơn ác mộng vừa gặp, lòng anh vẫn còn sợ hãi. Mà khi anh tính đi xác nhận thi thể của cô ta, thì đúng lúc này, một pháo sáng ở xung quanh đột nhiên bị phát động. Đàn sói đến rồi. Nhìn đàn sói không ngừng tới tấn công, Hồ Bát Nhất và Sơ Nhất vội nổ súng bắn. Mà những người còn lại nghe được tiếng súng, thì cũng lập tức tham gia vào chiến đấu. Nhờ sự phối hợp của bọn họ, rất nhanh hơn 20 con sói ở hiện trường đã bị tiêu diệt sạch. Nhưng với sự hiểu biết của Sơ Nhất về sói tuyết, thì anh cảm thấy chúng chỉ là quân tiên phong do vua sói phái đến mà thôi. Làm tê mỏi bọn họ thông qua một phần nhỏ đồng loại. Khi mà họ tưởng đã giành được thắng lợi, định nghỉ ngơi, thì vua sói sẽ dẫn thêm đàn sói tấn công. Sơ Nhất cảm thấy cứ tử thủ như thế thì cũng không phải cách. Thế là hắn quyết định chủ động xuất kích, đánh cho sói trở tay không kịp. Chỉ cần giết được vua sói thì những con khác không đáng sợ hãi. Sau đó hắn ta bảo mọi người bôi máu tươi của sói lên, dùng nó để che mùi người đi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, họ cẩn thận đi vào trong dãy núi. Xong họ mới đi được có một nửa thì lại nhìn thấy mấy thi thể sói ở trên đường. Phán đoán theo vết thương thì chúng đều bị vua sói cắn chết. Nhưng còn về vì sao nó lại làm thế thì Sơ Nhất cũng không giải thích nổi. Có khi nào con vua sói này đang cúng tế không? Cúng tế, rồi cúng tế ai? Trong thơ dài có nhắc tới, vua sói tuyết là yêu nô của ma quốc, mà cửu tầng yêu lâu thì lại ở gần đây. Khi vua sói biết, tà thần của ma quốc được cung phụng ở trong yêu lâu này, thì có khi nào chúng nó bị ép phải bỏ dở kế hoạch, cắn chết đồng loại để cúng tế không? Mặc dù không biết suy đoán của Sơ Ly Dương có chính xác không, nhưng xem từ hình hướng trước mắt, thì ít nhất đêm nay chúng sẽ không tấn công nữa. Ngay khi họ chạy về doanh địa, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì Hồ Bát Nhất chú ý thấy thi thể của Hàn Thục Na sai sai. Mà khi anh lật tấm chăn lông phía trên lên, thì mới phát hiện thi thể của cô ta biến mất rồi. Và thay vào đó là hố băng sâu không thấy đáy. Mà chuyện quỷ dị hơn nữa là, hình như có thứ gì đó đang không ngừng bò ở dưới. Trong hầm băng ở núi Tuyết Vạn Năm, một người phụ nữ đang không ngừng bò trên tường băng, với một loại tư thế quái dị. Mà cô ta thì chính là Hàn Thục Na đã bị thiêu chết bởi vô lượng nghiệp hỏa. Thấy cảnh này, ai nấy cũng bị dọa sợ. Mà chú Minh thì càng không ngờ được, vợ của mình lại biến thành dáng vẻ nửa người nửa quỷ thế này. Để làm rõ, rốt cuộc thi thể của cô ta đã xảy ra chuyện gì, Hồ Bát Nhất và Sơ Ly Dương quyết định xuống dưới tìm tòi hư thực. Trong lúc tìm kiếm, anh phát hiện dưới đây lại có một động băng. Ngay lúc anh tính đi qua xem thử, thì tường băng xung quanh lại đột nhiên xuất hiện kẽ nứt. Sợ xảy ra chuyện, Sơ Ly Dương vội gọi anh về, sau đó ra hiệu Vương Khải Toàn kéo bọn họ lên. Nhưng ai ngờ ngay khi họ đang trở về, thì Hàn Thục Na đã biến mất lại chui ra từ trong khe băng. Sau đó thì tấn công hai người họ. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ta ở khoảng cách gần, lúc này Hồ Bát Nhất mới xác định Hàn Thục Na chẳng những chết thật mà còn sinh ra biến dị nào đó. Mà khi họ sắp tới cửa hang thì Hàn Thục Na vừa bị đạp bay lại nhào tới. Hồ Bát Nhất vừa giục Sơ Ly Dương đi trước, vừa không ngừng quần nhau với Hàn Thục Na. Nhìn thấy Hồ Bát Nhất mãi không thoát được khỏi Hàn Thục Na biến dị, Sơ Nhất cũng chẳng màng tới nguy hiểm bị tuyết lở, nổ súng bắn Hàn Thục Na luôn. Anh điên hả? Đẹp. Cuối cùng trước khi cửa hang sập hoàn toàn thì họ cũng kéo được Hồ Bát Nhất lên. Sau khi tận mắt nhìn thấy Hàn Thục Na biến dị, Sơ Nhất nghĩ tới một loại quái vật tuyết tên là Tuyết Di Lạc. Người già trong thôn nói, loại quái vật tuyết này cũng sống ở trong tầng băng, sẽ ăn trộm thi thể mới chết không lâu, mà thi thể bị Tuyết Di Lạc bám vào chẳng những sẽ biến thành màu trắng, mà còn tập kích và hút máu người theo sự khống chế của chúng nó. Từ đó thi thể sẽ càng lúc càng lớn. Tuy Vương Khải Toàn nghe thì thấy run rẩy trong lòng,
nhưng ngoài miệng thì vẫn mạnh miệng, tôi chẳng sợ tí nào hết. Thậm chí anh ta còn muốn tự mình xử lý loại quái vật tuyết này. Nhưng đúng vào lúc này, A Hương như thấy một thứ gì đó đáng sợ vậy. Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm vào sau lưng Vương Khải Toàn. Sơ Ly Dương nhìn qua theo ánh nhìn của A Hương, thì thấy có thứ gì đó đang không ngừng nhúc nhích ở ngoài lều. Ý thức được Tuyết Di Lặc tìm tới cửa, họ đều vội vàng nổ súng bắn, nhưng cuối cùng vẫn để nó chạy. Hiện giờ nguy hiểm tiềm tàng càng lúc càng nhiều, bọn họ buộc phải mau chóng tìm được cửu tầng yêu lâu. Dựa theo hướng của thi thể giáo chủ Luân Hồi Tông, Hồ Bát Nhất đã biết trục tung của cửu tầng yêu lâu rồi. Chỉ cần tìm được thêm trục hoành nữa là có thể xác định được vị trí chính xác của cửu tầng yêu lâu. Nhưng trục hoành này họ phải nên tới đâu tìm giờ? Nhìn lên ngôi sao trên trời, anh đột nhiên nghĩ ra gì đó, thế là vội vàng lấy kinh quyển bản đồ kho báu ra nghiên cứu. Trên tinh đồ của quyển kinh có hai ngôi sao có kích cỡ bé đột xuất, đó chính là sao Đầu ở phương Bắc và sao Trần ở phương Nam, thuộc trong 28 vì tinh tú. Hai ngôi sao này chính là phụ thần hầu bên mộ của quỷ mẫu. Khi liên kết hai vì sao này lại thì đúng là một đường thẳng. Nếu như lấy hướng thi thể của giáo chủ Luân Hồi Tông làm trục tung, vậy đường mà Đầu Trần liên kết sẽ là trục hoành. Chỗ mà tung hoành giao nhau thì có lẽ chính là vị trí của cửu tầng yêu lâu. Đợi khi chạy tới vị trí mà Hồ Bát Nhất chốt, đầu tiên Sơ Ly Dương phun một lớp nước gừng lên mặt băng, sau đó đám người bọn họ bắt tay nhau và đục mặt băng ra. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của bọn họ, quả nhiên họ đục được một cửa hang ở dưới. Từ tình hình bên trong, chắc nơi này là tầng trên cùng của cửu tầng yêu lâu. Nhìn bàn thạch anh ở giữa sàn nhà, Vương Khải Toàn và Hồ Bát Nhất vừa định đập nó ra thì lại bị chú Minh ngăn cản. Dựa theo ghi chép trên kinh thư, khi bàn thạch anh này mà bị đục ra thì sẽ phát động nguyền rủa, cho nên tuyệt đối không được động bậy vào. Mà khi họ đang nói chuyện, A Hương ở một bên bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác sợ hãi tới nghẹt thở, đồng thời bên tai còn không ngừng truyền đến những âm thanh khó hiểu. Lúc này Sơ Nhất cũng chú ý tới sự thay đổi của thời tiết, điều này chứng tỏ bão tuyết sắp xảy ra. Sơ Nhất cảm giác được chắc chắn đàn sói sẽ nắm lấy cơ hội này để tấn công, thế là hắn ta bảo mọi người chất đầy củi lửa ở xung quanh yêu lâu, chuẩn bị ứng phó với sự tấn công của bầy sói bất cứ lúc nào. Mà đúng như dự liệu của Sơ Nhất, song song với sự ập tới của bão tuyết, quả nhiên đàn sói cũng tấn công bọn họ, đồng thời lần này còn là chủ lực của đàn sói nữa. Có bài học thất bại của hai lần trước, hiển nhiên sói tuyết đã thông minh hơn nhiều. Đầu tiên chúng giữ khoảng cách chừng 3,5 và 10 mét, mượn bão tuyết để vừa đánh nghi binh, giảm bớt thương vong. Dùng chiến thuật này để làm rối loạn sự phòng ngự của đám người Hồ Bát Nhất. Đợi lượt đạn đầu của họ bắn gần hết rồi, thì đàn sói lập tức nhân lúc họ đổi đạn thì áp sát tới gần, tấn công vòng phòng ngự. Kể từ đó, súng trong tay con người sẽ không phát huy được quá nhiều tác dụng, chỉ có thể quay ra đánh cận chiến với chúng nó. Đám người mất đi ưu thế về vũ khí nóng, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Cách Tang thì bị sói tuyết cắn thủng cổ, mất mạng ngay tại chỗ. Nhìn bạn tốt ra đi trong lòng, Sơ Nhất tức giận không thôi. Hắn ta giơ bảo đao lên xông thẳng vào đàn sói, thề phải giết hết đám sói này, báo thù cho anh em. Sơ Nhất giết đỏ cả mắt giống như chiến thần. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã giải quyết hết tất cả sói tuyết ở đây. Nhưng khi họ tưởng cuối cùng cũng thở được một hơi, thì vua sói đột nhiên xuất hiện trong cơn bão tuyết và xông thẳng về phía Sơ Nhất đang muốn an táng thi thể của bạn tốt mình. Đối mặt với con vua sói đột nhiên rồ ra, Peter ở một bên nắm kịp cơ hội, Sơ Nhất rút dao găm ra đâm mạnh cho vua sói mấy nhát. Nhưng ai ngờ nó ăn đau chẳng những không chạy, mà ngược lại còn cắn một cái lên đầu vai hắn ta. Một người một sói cứ như là kẻ thù đã chất chứa oán hận lâu ngày, không một ai muốn buông tay trước, thề phải chơi chết đối phương mới chịu. Lúc này Sơ Nhất chẳng màng tới đau đớn trên vai, hắn ta túm lấy đầu vua sói, nhảy lên một cái, không ngừng cầm dao găm đâm vào bụng nó. Và thế là, song phương sau khi giằng co thêm vài phút đồng hồ, Sơ Nhất bị trọng thương ôm vua sói rơi vào trong tháp. Đợi tới khi Hồ Bát Nhất và Sơ Ly Dương nhảy xuống xem thì vua sói đã chết. Mặc dù Sơ Nhất cũng chỉ còn chút hơi tàn, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, như là cảm thấy may mắn, cuối cùng đã báo thù thay cho Cách Mã. Mà khi mỉm cười, thì trong ánh mắt hắn ta cũng lộ vẻ đau thương, bởi vì hắn ta đã hứa với vợ và con nhất định sẽ bình an trở về. Nhưng hiện giờ hắn ta lại làm không được. Bố, đại ca, nhìn thi thể của Sơ Nhất, Hồ Bát Nhất tự trách không thôi. Nếu như mình sớm để cho Sơ Nhất rời đi, thì anh ấy sẽ không phải chết. Khi bọn họ đang chuẩn bị khiêng Sơ Nhất ra ngoài an táng, thì bàn thạch anh dưới chân đột nhiên nứt ra mấy khe. May mắn bọn họ phát hiện kịp thời, nên mới không làm thi thể của Sơ Nhất rơi xuống cùng vua sói. Bây giờ bàn thạch anh đã vỡ ra, Hồ Bát Nhất cũng chẳng để ý nguyền rủa gì nữa, quyết định đưa Sơ Nhất lên trước, rồi lại đào xuống dưới. Nhớ tới sự làm bạn của Sơ Nhất trên suốt dọc đường này, còn có người thân đang chờ Sơ Nhất về nhà, đôi mắt của anh bỗng rưng rưng, để bội đao về lại trên người của Sơ Nhất. Sau đó Hồ Bát Nhất lại ở đổ rượu gạo thanh hoa mà anh thích nhất ở xung quanh. Sau khi đưa tiễn Sơ Nhất xong, Hồ Bát Nhất dẫn đám người đào hết tất cả bàn thạch anh, đi tới dưới đáy tận cùng của yêu lâu. Tuy không gian dưới đáy cũng không lớn, nhưng lại đặt một quan tài thủy tinh tinh mỹ, đồng thời bên trong còn có một thi thể. Sơ Ly Dương nhìn kỹ một hồi thì phát hiện thi thể này lại là trong suốt. Hồ Bát Nhất phỏng đoán rất có thể đây là một thi thể quỷ mẫu.
Thế là anh dặn tất cả mọi người đừng lộn xộn, để phòng kích hoạt cơ quan nơi này. Mà chú Minh nhìn thấy thi thể Thủy Tinh thì không giả vờ nữa, nói: "Tôi chẳng hề tới tìm bố gì hết, mục đích của tôi là thi thể Thủy Tinh này." Thậm chí gã ta còn rút súng ra uy hiếp mấy người Hồ Bát Nhất, bắt họ không được ngăn cản gã ta mở quan tài, tìm thi thể Thủy Tinh mà thôi. Đối với các người thì có gì khó đâu. Giờ thì tốt rồi, tôi muốn tiền thì không có, mà vợ thì cũng đi. Quan tài Thủy Tinh bị bắn trúng, chẳng những dần vỡ ra, mà bên trong còn xuất hiện lượng lớn chất lỏng màu xanh lam. Lo lắng sinh ra dị biến, ba người Hồ Bát Nhất vội vàng đè nắp quan tài lại, tính ngăn cản việc vỡ ra của quan tài. Lúc này phía dưới quan tài đột nhiên sinh ra một làn sóng xung kích mạnh, lấy yêu lâu làm trung tâm và lan ra núi tuyết xung quanh. Khi nắp quan tài hoàn toàn nứt ra, thì một thi thể quỷ mẫu óng ánh long lanh chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng kỳ quái là, đôi mắt của thi thể quỷ mẫu lại không thấy đâu. Trong lúc bọn họ đang vắt óc ra nghĩ mãi cũng không hiểu được, thì một con côn trùng tỏa ra ánh sáng xanh chui từ thi thể ra và nhìn chằm chằm đám người. Người đàn ông chỉ bị một con côn trùng trông giống đom đóm đụng phải thôi. Kết quả ngay sau đó, trên thân người đàn ông lại kết ra băng xương đầy quỷ dị. Thậm chí không đến nửa phút, cả người đều biến thành một tượng đá. Hồ Bát Nhất thấy thế thì vội bảo mọi người mau leo tới tầng trên và sử dụng quần áo để chặn lỗ thủng. Nhưng ai ngờ, nguy hiểm hiện giờ không chỉ có thế. Trước đó sóng xung kích mà quan tài truyền ra đã khiến núi tuyết xung quanh xảy ra tuyết lở diện tích lớn, đang không ngừng đổ ập xuống vị trí của yêu lâu. Lúc này Hồ Bát Nhất nhớ ra, ban nãy khi kiểm tra dưới đáy của yêu lâu thì nhìn thấy một bức tường rỗng, chắc là nơi đó sẽ có đường ra. Rơi vào đường cùng, Hồ Bát Nhất đành phải kiên trì xuống tầng dưới cùng lần nữa. Anh định mượn nguyên lý vạn vật tương sinh tương khắc, dùng ngọn lửa để đốt chết con trùng băng này. Nhưng kết quả làm anh không lường được là nó lại không hề sợ lửa. Cũng may Hồ Bát Nhất trang bị kịp thời thêm bắp hào quang nhân vật chính, một súng bắn chết con trùng băng tay tới trước mặt. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì lại có mấy con nữa bò từ trong kẽ nứt của thi thể Thủy Tinh bò ra. Mặc dù Vương Khải Toàn nhảy xuống chi viện kịp thời, nhưng hai người họ cũng chỉ có nước né toàn tập, hoàn toàn không làm gì được đám côn trùng này. Trong lúc nguy cấp, phía trên đột nhiên trút một chất lỏng xanh biếc xuống, mà đám côn trùng dính phải nó thì lại chết một cách ly kỳ. Hóa ra Sơ Ly Dương nghĩ tới, nếu nước gừng có thể làm tan hàn băng thì có khi cũng đối phó được với những con côn trùng băng này. Thế là cô bèn phun thử một chút, kết quả không ngờ lại có tác dụng thật. Giải quyết xong côn trùng, đám người lập tức đục vách tường kia ra, phát hiện phía sau nó đúng là có một mật đạo, mà nhìn quan tài Thủy Tinh vẫn còn được giữ hoàn hảo thì Hồ Bát Nhất suy đoán mật đạo này có lẽ không phải do trộm mộ tạo ra, rất có thể là người của Luân Hồi Tông đào. Nhưng còn về việc vì sao Luân Hồi Tông lại phải đào mộ tổ của mình, rốt cuộc họ lấy gì từ trong đi thì mấy người họ không tài nào biết được. Sau đó bọn họ lại phát hiện một tranh tường trông với thành trấn ở trên đỉnh chóp của hang động, giữa chân dung là có một người phụ nữ dùng tay che mắt. Vương Khải Toàn cảm giác cô rất giống Tinh Tuyệt Nữ Vương trong thành cổ Tinh Tuyệt, nhưng Sơ Ly Dương lại nói đây là quỷ mẫu Ma Quốc. A Khắc đã từng nói chủ thành của Ma Quốc gọi là thành Ác La Hải, tôi đoán chắc là cái này, thành Ác La Hải. Nếu như đây quả thật là thành Ác La Hải, vậy sao nó lại vẽ thành hai mặt chính phản đối ứng? Rốt cuộc là có ý gì đây? Không lẽ nó được xây ở trên nước? Hiện giờ bí ẩn càng lúc càng nhiều. Đám người mệt lả, quyết định nghỉ ngơi một đêm ở đây trước, rồi lại tiếp tục đi tiếp. Đêm đó, A Hương bỗng dưng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng cô liếc nhìn một lượt, lại không phát hiện có chỗ nào khả nghi. Ngay lúc cô tưởng mình căng thẳng quá, thì một xúc tu đột nhiên cuốn lấy cô. Nhìn thấy trang phục màu đỏ và tóc trên người quái vật, A Hương bỗng ý thức được đây chính là Hàn Thục Na bị Tuyết Di Lặc bám vào người trước đó. Sơ Nhất từng nói Tuyết Di Lặc hút máu càng nhiều thì thi thể nó nhập sẽ càng to ra. Hiển nhiên con Tuyết Di Lặc này đã ăn thi thể của những con sói tuyết kia, cho nên mới biến thành dáng vẻ hiện giờ. Thấy Tuyết Di Lặc muốn kéo A Hương đi, Sơ Ly Dương vội vàng vọt lên túm lấy bắp chân của cô và rút súng ra bắn đứt xúc tu lên trên người hai người. Sau đó thì bèn dẫn A Hương rời khỏi nơi này, nhưng họ lại không hề chú ý tới chi bị đứt của Tuyết Di Lặc lại bị nó hút về. Mặc dù sức sống của loại quái vật này cực lớn, đao súng bình thường là không tạo ra được tổn thương cho nó, song Vương Khải Toàn lại phát hiện hình như Tuyết Di Lặc rất sợ lửa. Thế là lúc này anh ta quay trở lại địa cung, tính cầm bó đuốc thiêu chết nó. Mà một bên khác, Sơ Ly Dương và A Hương chạy trối chết vô tình chạy tới bên một vách đá, mà ở đối diện của vách núi thì lại có một đầu Phật to lớn đứng đó. Sơ Ly Dương nhìn kỹ một phen, phát hiện giữa đầu Phật này có một loại cơ quan giống như cửa ngầm. Thế là cô bèn bảo A Hương trốn ở đằng sau của tảng đá ở một bên, còn bản thân thì lợi dụng phi hổ trảo bám vào nham thạch phía trên, sau đó đi tới trên tượng Phật xem xét tình hình. Lúc này Sơ Ly Dương phát hiện đồ án lỗ khảm trên cơ quan này lại giống y đúc với điện Trần Châu. Cô ôm tâm lý thử một lần bỏ điện Trần Châu vào, kết quả không ngờ lại đúng là một cửa đá. Sơ Ly Dương sau khi đi vào trong cửa ngầm thì tới một gian mật thất, nơi này trưng bày vài pho tượng có tạo hình quái dị, nhất là pho tượng hình rắn ở giữa kia làm người ta sợ hãi không thôi. Nhìn đường vân trên những pho tượng này, Sơ Ly Dương suy đoán
Có lẽ nơi này là một tế đàn của Luân Hồi Tông. Lúc này cô phát hiện trên pho tượng hình rắn kia lại để hai hạt châu trong suốt có kích cỡ như nhau. Chẳng lẽ đây chính là thứ mà Luân Hồi Tông cung phụng? Nhưng khi cô định nghiên cứu cẩn thận một lúc, thì bên ngoài chợt truyền tới tiếng kêu cứu của A Hương. Trong lúc cấp bách, cô cũng không đoái hoài tới việc có cơ quan hay không, vội vàng lấy hạt châu rồi xông ra ngoài. Cứu tôi với, cứu với! Nhìn thấy Tuyết Di Lặc lại đuổi theo, Sơ Ly Dương vội vã nổ súng bắn đứt xúc tu trên người A Hương, sau đó ôm lấy cô chuẩn bị trốn vào mật thất trên đầu Phật. Nhưng hiển nhiên Tuyết Di Lặc không tính bỏ qua cho họ, nó quét ngang một cái làm hai người họ treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn Tuyết Di Lặc đang không ngừng đến gần, mà khi Sơ Ly Dương nghĩ tiếp tới nên làm gì, đột nhiên Tham Mưu Dương, trưởng Tham Mưu Dương, A Hương, khi đám người Hồ Bát Nhất nghe thấy tiếng súng chạy tới nơi, thì Sơ Ly Dương và A Hương đã rơi vào vách núi. Trong cơn nóng giận, họ bắn loạn xạ vào Tuyết Di Lặc, nhưng lại chẳng thể làm gì được nó. Hồ Bát Nhất thấy thế thì cố ý hấp dẫn sự chú ý của Tuyết Di Lặc, chờ nó lết người qua thì vội ôm lấy một cột đá, sau đó đón lấy bó đuốc mà Vương Khải Toàn ném qua. Anh nhảy lên đốt luôn Tuyết Di Lặc. Từ tình hình Tuyết Di Lặc châm cái là cháy này, chứng tỏ nó đã ăn không ít thi thể, trong miệng toàn là khí mê tan. Nhìn thấy bên dưới vách núi lại có một dòng sông, thế là anh nhảy xuống không chút nghĩ ngợi và cũng bảo đám người Vương Khải Toàn tìm đường khác. Hồ Bát Nhất xuống đáy vực đầu tiên thì tìm kiếm khắp nơi một hồi, nhưng lại không thấy bóng dáng của Sơ Ly Dương và A Hương đâu, cho nên anh suy đoán hai người họ có lẽ còn sống. Lúc này, Vương Khải Toàn phát hiện trên mặt đất mấy vỏ trứng lớn, mà xem vẻ thì hình như vừa có thứ gì đó được ấp nở. Khi cả đám đang cảm thấy rùng mình, thì chú Minh đột nhiên nhìn thấy một cái tay gãy ở bên cạnh, mà vòng tay trên đó thì là của A Hương. Chú Minh ôm lấy tay gãy, cảm thấy đau lòng không thôi, vội vã bọc nó lại, hy vọng có cơ hội thì nối lại cho A Hương. Hồ Bát Nhất ý thức được không thích hợp thì không dám chậm trễ nữa, anh lập tức lên đường đi tìm hai người họ, men theo dấu chân đi suốt một đường. Bọn họ đi tới một thành trì đã bị bỏ hoang từ lâu. Hồ Bát Nhất suy đoán, có lẽ nơi này là chủ thành của Ma Quốc, thành Ác La Hải. Bọn họ vừa đi tới bên ngoài thành trì, thì đằng trước đột nhiên sáng lên một tia sáng. Hồ Bát Nhất đưa tay ra sờ, phát hiện ở giữa chỗ phân cách bóng tối và ánh sáng này, lại có một bức tường không khí không nhìn thấy được. Thành trì bên trong tường không khí đèn đuốc sáng trưng, còn có ánh sáng chói mắt. Quả thực khác một trời một vực với thành trì ở ngoài. Vương Khải Toàn thử đụng vào ngọn nến ven đường, một cảm giác bỏng mãnh liệt chợt ập tới. Điều này chứng tỏ bọn họ không phải đang gặp ảo giác, mà điều làm cho bọn họ càng thấy khó tin hơn là thành Ác La Hải phủ bụi mấy ngàn năm, chẳng những không nhuốm bụi trần, mà còn có hoa quả tươi mới bày ở ven đường. Nếu như không phải Hồ Bát Nhất khuyên can, thì Vương Khải Toàn đã đói là e là đã nhào tới từ lâu rồi. Mặc dù Vương Khải Toàn tạm thời chống lại được trước sự cám dỗ của hoa quả, nhưng thứ tiếp tới, có nói sao thì anh ta cũng muốn ăn một miếng. Bạn dám tin nồi thịt bò này đã hầm hơn ngàn năm, nhưng vẫn tỏa ra mùi thịt không? Nhìn Vương Khải Toàn đã đói là không ngừng nuốt nước bọt, Hồ Bát Nhất vội khuyên anh ta, tốt nhất đừng nhúc nhích. Nhưng lúc này Vương Khải Toàn hoàn toàn không nghe lọt được, lấy luôn một miếng lên ăn. Cậu dám ăn thật luôn á hả? Ăn ngon, tôi nói chứ, cậu quên trong lưu trai viết thế nào rồi à? Thư sinh kia gặp được phụ nữ xinh đẹp, đình đài lầu các, sơn hào hải vị, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại thì lại là một đống phế tích, thứ ăn vào đều là giun sống, ếch sống. Cậu có biết đây là cái gì không mà cậu dám bỏ vào mồm thế? Nhưng ai ngờ Hồ Bát Nhất càng khuyên thì Vương Khải Toàn ăn càng hăng, thậm chí cả chú Minh ở một bên cũng bốc ăn luôn. Mặc dù bản thân cũng đói tới bụng réo ọt ọt, nhưng anh vẫn cưỡng lại trước sự cám dỗ, quay người đi kiểm tra bốn phía. Lúc này trong gian phòng đột nhiên truyền đến tiếng bò kêu, lần theo hướng truyền tới âm thanh, hai người Hồ Bát Nhất đi vào trong một gian phòng giống với khu giết mổ, đồng thời nơi này còn treo một đầu bò chưa chết. Thấy cảnh này, Vương Khải Toàn cảm thấy buồn nôn, vội vã nôn thịt trong miệng ra. Hồ Bát Nhất đoán chắc con bò này mới bị giết không lâu, thần kinh chưa chết hẳn nên mới phát ra tiếng kêu. Mà trong lúc họ đang nói chuyện thì một sinh vật không xác định chạy từ ngoài cửa vào. Bọn họ ghim súng tới gần từng tí một thì phát hiện là một động vật trông giống thần lằn. Nó chẳng những hung mãnh dị thường mà tốc độ cũng nhanh tới thái quá. Bọn họ vật vã mãi mới giết được một con, nhưng ai dè bên ngoài lại xuất hiện cả một đám. Lão Hồ, đây là con gì vậy? Người thì con mà tốc độ khá nhanh đấy. Đây chắc là thùng luồng vằn. Lúc tôi đi tham gia quân ngũ ở núi Côn Luân thì đã từng gặp một con lớn hơn thế này. Thấy nơi này không thể ở được nữa, bọn họ đành phải rời khỏi nhà vừa đánh vừa lui. Nhưng ai ngờ được, bên ngoài lại xuất hiện một con thùng luồng vằn lớn hơn cơ chứ. Nó đang nhìn chằm chằm vào chú Minh. Cẩn thận, mặc dù Peter cứu chú Minh kịp, nhưng chính anh ta thì lại bị nó cắn một cái vào bả vai. Hai người Vương Khải Toàn thấy thế thì vội tới chi viện, nhưng vẫn không phải đối thủ của nó. Hồ Bát Nhất thì còn bị nó đụng bay đi nữa. Trong lúc nguy ngập, Sơ Ly Dương xuất hiện kịp thời, dùng phi hổ chảo cuốn lấy cái miệng của thùng luồng vằn. Nhân lúc nó đang bị khống chế, Hồ Bát Nhất và Vương Khải Toàn vội vã nâng lên thùng dầu ở một bên lên, nện nó xuống người của thùng luồng vằn, sau đó thì thiêu sống nó luôn. Nhìn thấy Sơ Ly Dương bình an vô sự, thì sự lo lắng trong lòng Hồ Bát Nhất cũng nguôi ngoai.
Nhưng lúc này tình hình của Peter lại không lạc quan, bởi cổ anh ta đã bị thùng luồng cắn thủng, giờ đã thoi thóp rồi. Trước khi chết, anh ta đưa túi lương khô cuối mà anh ta để dành được cho Vương Khải Toàn, nhờ Vương Khải Toàn chăm sóc tốt cho chú Minh giúp anh ta. Hóa ra, từ nhỏ Peter đã là một đứa trẻ mồ côi. Năm anh ta 15 tuổi, khi ra biển chạy thuyền với người ta lại gặp tai nạn trên biển. Vì sống sót, người trên thuyền thậm chí còn không tiếc ăn thịt của đồng bạn đã chết đi. May là thuyền của chú Minh phát hiện bọn họ, mới cứu được Peter đang thoi thóp. Từ đó về sau, Peter tự nguyện làm vệ sĩ của chú Minh và cũng rất quý trọng bất cứ đồ ăn gì. Bây giờ anh chết vì bảo vệ chú Minh thì cũng coi như là trở lại ơn cứu mạng năm đó của gã ta. Song bọn họ còn chưa kịp nguôi ngoai từ trong đau đớn thì đột nhiên thành Ác La Hải chuyển từ ban ngày sang đêm tối, thậm chí cả kiến trúc bốn phía đều xảy ra thay đổi. Nhìn thành Ác La Hải khi thì ban ngày, khi thì đêm tối, Hồ Bát Nhất bỗng có một sự cảm bất thường, nhưng Sơ Ly Dương ở một bên thì lại tỏ ra rất là bình tĩnh. Sau đó dẫn bọn họ đi tập hợp với A Hương đã mất đi bàn tay. Hóa ra khi Sơ Ly Dương và A Hương ngã xuống đáy vực thì cũng bị thùng luồng vằn tập kích, mà bàn tay của A Hương thì cũng đứt vào lúc đó. Mà hai hạt châu Sơ Ly Dương lấy được trong mật thất trước đó thì chính là đôi mắt của quỷ mẫu Ma Quốc. Ban đầu cô cũng không hiểu vì sao thành Ác La Hải lại không ngừng thay đổi. Mãi tới khi nhìn thấy lịch sử của thành Ác La Hải được khắc trên những trụ đá thì cô mới hiểu ra được nguyên do trong đó. Tương truyền, ở thời kỳ thượng cổ, có một con mãng xà mà người đời sau gọi là thần xà cốt từ trên trời giáng xuống. Nghe nói mắt nó vạn năm bất hủ, có thể mở ra con đường đi tới hành cảnh huyễn hóa, làm linh hồn của xà thần trường sinh bất lão, tinh tuyệt nữ vương và đại tư tế Ma Quốc. Ai cũng nắm giữ loại sức mạnh đáng sợ này, dùng nó để ép dân chúng thành nô lệ. Sau này dưới sự dẫn dắt của đại sư Udi Iana và chế định Bảo Châu Vương, dân chúng đã lật đổ bạo ngược kẻ thống trị Ma Quốc vô đạo. Cuối cùng, đại tư tế chưa từ bỏ ý định đã dùng mắt xà thần để mở ra con đường thông tới hành cảnh huyễn hóa và cũng lấy một đoạn thời gian của thành Ác La Hải ra để vào trong di tích thành Ác La Hải, làm cho thời gian không ngừng tuần hoàn qua lại trong thành, dùng nó để báo hiệu cho sự vĩnh sinh của Ma Quốc. Mà mắt xà thần này thì chính là Điện Trần Châu. Bọn họ dùng Điện Trần Châu để cúng tế, mở ra con đường thông tới hành cảnh huyễn hóa, kết nối với nguyên rủa của quỷ động. Xem ra hành cảnh huyễn hóa chính là căn nguyên của virus chấm đỏ, thứ mà chúng ta cần tìm. Có lẽ là một tế đàn đặc biệt. Dựa theo phân tích của Hồ Bát Nhất, bọn họ chỉ cần tìm được tế đàn đặc biệt này, đóng con đường thông tới hành cảnh huyễn hóa lại thì có thể giải trừ được nguyên rủa chấm đỏ trên người. Nhưng bây giờ bọn họ nên đi đâu để tìm cái tế đàn đó đây? Khi cả đám đang xem xét xung quanh thì trong lúc vô tình, chú Minh đã khởi động một cơ quan. Đợi khi bậc thang đá ở giữa từ từ giảm xuống thì một cửa đá cổ xưa chợt xuất hiện trước mặt họ. Đằng sau cánh cửa đá có một cây cầu đá lơ lửng trong không trung, mà đầu cuối của cây cầu thì chính là tế đàn họ muốn tìm. Giữa tế đàn để hai bát đá bạch ngọc siêu to, và hơn nữa mỗi bát chứa một loại chất lỏng có màu sắc khác nhau. Khi bọn họ còn đang tìm tòi sự huyền diệu đó thì vòng tròn ở trong cùng nhất đột nhiên tự sáng lên, sau đó một thứ giống như đồng hồ cắt nhô lên. Đây là một thiết bị đếm ngược, nếu như có người tiến vào tế đàn, cơ quan sẽ bắt đầu khởi động. Nói cách khác, không cúng tế xong xuôi dựa theo thời gian quy định thì chính là kẻ ngoại lai, e là sẽ có nguy hiểm. Sau khi ý thức được điều này, họ bèn tìm manh mối về cúng tế. Lúc này Sơ Ly Dương phát hiện một bức phù điêu cúng tế. Nhìn trong bức phù điêu, đại tư tế bỏ Điện Trần Châu và một người sống vào trong hai bát đá, thì Sơ Ly Dương chợt hiểu ra. Cô đã biết vì sao Luân Hồi Tông lại móc đôi mắt của quỷ mẫu ra rồi. Trong thi tập của A Khắc từng nhắc tới, người Ma Quốc cho rằng trong ánh mắt có dấu linh hồn, có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với họ. Nên cô phỏng đoán, người sống trong bức tranh kia chắc là chỉ đôi mắt. Mà hiển nhiên, mắt của quỷ mẫu chính là vật tế cao cấp nhất, có khi còn có thể đóng lại được con đường thông tới hành cảnh huyễn hóa. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị cúng tế thì một con thùng luồng vằn khổng lồ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đối mặt với con quái vật khổng lồ trước mắt, đám người Hồ Bát Nhất vội vã rút súng trường ra bắn liên hồi, nhưng khổ nỗi da của nó lại cứng vãi nồi, nã hết một băng đạn cũng chỉ như mũi cắn inox. Mà mấy người bọn họ đang tập trung đối phó thùng luồng vằn thì lại không hề chú ý tới hạt cát trong đồng hồ cát đã chảy xong rồi. Khi đếm ngược về không, cơ quan tự hủy của tế đàn sẽ được khởi động ngay lập tức, và rồi cả hang động bắt đầu rung lắc mạnh. Hơn nữa phía trên còn không ngừng có nham thạch sắc nhọn rơi xuống. Thấy cảnh này, Hồ Bát Nhất bèn nảy ra một ý. Anh cố tình đứng ra khiêu khích thùng luồng vằn, dụ nó tới dưới trụ đá nham lớn. Sau khi giải quyết được nó, Hồ Bát Nhất và Sơ Ly Dương vội vàng bắt đầu cúng tế. Sau khi Điện Trần Châu và đôi mắt được cho vào, ở giữa tế đàn đột nhiên sinh ra một sóng năng lượng mạnh, và rồi cả tế đàn bỗng nhiên phát nổ. Trong lúc bị đánh bay đi, Sơ Ly Dương như nhìn thấy được ông ngoại của cô, Giá Cô Tiếu, cùng với những tộc nhân đã ra đi vì nguyên rủa chấm đỏ. Bây giờ nguyên rủa của tộc Chất Cách Lạp Mã đã được xóa bỏ. Cuối cùng linh hồn của Giá Cô Tiếu cũng có thể nghỉ ngơi, và rồi ông cũng biến mất ở trong ánh sáng. Nhìn Sơ Ly Dương còn đang sững sờ, Hồ Bát Nhất vội đánh thức cô, sau đó chạy ra khỏi thành Ác La Hải. Sau khi tham gia xong tang lễ của Sơ Nhất và mấy đồng đội, thì đám người Hồ Bát Nhất trở lại Bắc Kinh. Sau khi trải qua đủ mọi trắc trở,
thì Hồ Bát Nhất và Sơ Ly Dương cũng không làm phụ lòng mọi người, đã về bên nhau. Và họ dự định dẫn Vương Khải Toàn và Đại Kim Nha ra nước ngoài. Nhưng câu chuyện mạo hiểm của bộ ba này còn lâu mới kết thúc.